Ủa anh Sang. Trời ơi, nhìn mà nhìn Mai, nhìn Mai mà mắt nháy chớp. Ôi ôi, sao vậy anh? Tại mắt nay bị bụi á. Phải không? Bụi. Sao bụi? Cả ngày hôm nay rồi còn bụi gì nữa. Trời ơi, anh đang diễn hay lắm nha. Hay không? Anh nhập tâm mà, anh đang diễn tốt lắm á. Diễn không hết hồn. Đúng rồi, tôi diễn thiệt không ơi, tôi diễn tại mới có chuyện nữa là thiệt hơn nữa. Diễn hay là thiệt? Tới đó là được rồi. Lúc đó là diễn hay là thiệt? Diễn hay là thiệt kìa. Diễn, diễn thiệt. Diễn nhập tâm. Không có diễn thì phải là thiệt không? Không mà lúc đó là cái nhưng mà cái cảnh đó là anh sao tự nhiên anh bộc phát là anh hết hồn luôn. Anh đâu biết đâu, tự nhiên tôi tổ đãi hả? Tổ đãi hả? Tổ đãi là do tổ đãi đâu biết đâu. Tổ nào mà đãi ngày khúc đó hay dữ vậy? Ngày anh với em là bùng nổ luôn á. Là tháng này đi là đi nhanh không? Tháng này nhanh không? Mấy tiếng hồi luôn á. Vậy hả? Trong anh điện em, anh ấy không biết đường thì đi chiều mới tới. Sáng tới sớm. Đi xuống đây cũng tể, tại chỉ được hay rồi. Hay không hay, hổ tùm lum mà sao luôn. Ngồi tới này ngủ đây nha. Đi đi. Đi đi. Không có tối sao mỏi người. Mỏi người tới mỏi. Sớm quá. Mà được không anh? Đóng vui không? Vui, cái này đóng thế hay chứ, cái này hay chứ. Đóng sớm đỡ quá, thời ơi, đóng tẻm lắm. Ủa anh Sang, Sang, ví dụ như không phải Mai mà là em diễn thì anh có vậy không? Ý vậy luôn ạ. Ý vậy luôn á. Ơn nữa. Ơn nữa. Trời ơi. Trời ơi. Thôi anh diễn hãy bứ. Mình nên mình kiếm mình thấy làm như vậy đó. Phim của mình, phim mình mới mới được chiếu được công chiếu. Cái này diễn thôi nha. Nhưng mốt mình lại có thể con nhiều hơn nữa nha. Không kêu, không kêu, chưa có bạn gái bao giờ. Không tin luôn á. Đúng vậy. Cái này là diễn phim. Tại vì anh có cái máu phim á, anh có anh coi nhiều rồi. Anh có cái máu. Với hai nó cộng là tỏ đãi anh. Để anh diễn thành công hơn, quá thành công hơn mà anh cũng vừa mới. Quá 20, đạt quá 20. Đúng rồi. Thì thiệt luôn ổng. Cái này anh diễn phim nha. Xin lỗi anh tới là tại diễn phim. Cái này diễn không đạt đâu. Tại anh coi phim là có dành nhiều lắm phim lắm rồi. Chị dùng câu viết bao nhiêu phim nữa. Mình thấy nó ly kỳ và nó hấp dẫn. Hay là giống gì đó. Nó có nhiều cảnh tình cảm. À đúng vậy. Nó mới chân thật. Nó đúng chân thật. Mà nó nguyên mà. Giống mình phải hy sinh đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như sau này anh có bạn gái anh có vậy không? Mà bạn gái nó khác. Còn đóng phim nó khác. Thì nhát không? Nhưng mà chị tình nghĩa vợ chồng thì nó khác nữa. Nói chung là anh chưa biết, theo anh nghĩ là vậy đó. Ai đó giờ anh chưa có con gái, chưa có vợ, đâu biết đâu. Cái này nó phiền. Hồi nãy là đi đi gấp ra đây mà con nghe. Anh giới thiệu với mọi người. Đây là em đang có mặt tại nhà của chị Bích Kiều, thí sinh của tập tập 2 của ngôi sao miệt vườn đó. Sao Bích Kiều tập 3 của chị Kiều là tập 3 à, đúng rồi, chị Bích Kiều là tập 3 đó. À, ở đây là Tiền Giang của anh Sang, cũng là Tiền Giang không ạ? Ừ, đúng rồi, Tiền Giang nhưng mà nó khác quyện. Mà nó hai đầu hả? Đầu khác quyện đâu gần đâu. Đi cũng tiếng mấy quá. Đi mấy tiếng mà anh đi nó mấy tiếng đó. Anh đi gì mấy? Ừ, anh đi vậy đó, anh đi đường có đi quá, lòng vòng quá, mọi người đông. Vui lắm, mọi người đang đây là các chị của rồi cái bên kia là các con này là quay khác. Con này là quay khác.
quay kênh của Mai Mami, anh chào khán giả của Mai Mami. Chào khán giả của kênh Mami hả? Mai Mami. Mai Mami. À, chúc bà con cô bác nhiều sức khỏe năm mới, làm ăn được giàu giàu khấm khá hơn ạ. Quá trời chuyên nghiệp rồi. Ừ đúng rồi, rồi cái gì kêu gọi ủng hộ gì đó, bữa anh nói á. Anh nói anh mở miệng ra cái lần đó. Ủng hộ kênh của Mami. Nhớ xem bấm like nhiều nhiều cho bà con cô bác này. Rồi, giới thiệu với mọi người đây này nè. Ở cầu Tư đang nào. Đó, đây là vườn của nhà chị. Hai mình giống như đi dắt nhau rồi đó. Dắt bạn trai về quê giới thiệu. Giới thiệu vườn nhà em đồ. Quá trời quá đất. Dạ xin giới thiệu đây là bạn Lệ. Coi vậy là anh Diễn xuất sắc lắm hả? Hả? Anh Diễn xuất sắc lắm. Diễn hay, em không ngờ luôn á. Vậy là anh đã đạt được tấm tối đỉnh cao rồi hả? Hả? Đến anh Diễn tới đỉnh cao luôn. Em chị chúc mừng nghe tao rồi. Ơi ơi ơi. Đã quá anh rút chú đi. Phải không? Phải. Giờ vô cái ngành diễn này đi ha. Em thấy cái diễn có vẻ nó rộng mở tương lai hơn. Vậy là hơn ca nhạc ca hát hơn, hơn về âm nhạc. Âm nhạc thì nó vui. Mà về cái hàng mà nghệ thuật á thì là cái diễn là anh ok. Được. Chứ rồi sao cầm tay nhau hoài vậy? Không bắt tay bắt tay. Trời ơi. Em thấy nó cũng đạt, nó có cái tâm nó nhiều, là làm như tánh của anh nó từ bi, nó thương người nhiều á. Nó thấy nó nhập tâm vào đó, nó tự nhiên. Rồi giờ anh dẫn em đi thăm vườn này. Đi. Này nè, anh nắm tay anh dẫn em đi. Ôi trời ơi. Trời ơi, đó coi này. Coi đôi chim sáo ngày xưa nè, đó. Anh thấy nắm tay thì nó không đạt, nó thấy vậy nó mới đạt hơn. Thôi. Vô một khúc. Ê, đừng coi chừng dốc nghe em. Đang tập diễn trước bà con ơi, tập diễn để... Anh làm thiệt mà, anh đóng phim thiệt không ư? Trời ơi. Cầu lấy cái cảm xúc quá trời ổi. Ngon quá anh ha, anh lấy cái chín chưa? Bẻ được chưa ta? Cái này không có bẻ chín này ha. Không, cái này chắc chưa chín không, để rồi. Cái bự sao? Chắc chưa chín. Trời ơi, vườn nhà chị Kiều cũng nhiều trái ghê. Dạ chị Bích Kiều nha, chứ không phải chị Thanh Kiều ạ. Chị Bích Kiều. Chị Bích Kiều cho mình mượn địa điểm quay. Hồi sáng em thấy anh cũng cảm mến chị Bích Kiều rồi lắm. Rồi có cái đó là anh diễn phim. Hồi nãy á, nãy lúc anh Phương giới thiệu rồi cái anh diễn phim mà. Em mới mớt bạn này đóng này, mình cũng diễn y như vậy luôn á. Không, chị Bích Kiều á. Chứ rồi diễn Bích Kiều cũng vậy, xong rồi diễn với Mai Mami cũng ôm. Ừ, bình thường của nó là diễn phim mà. Cái nào mình tạo cái cùng phim của mình nó sẽ được ăn khách cái gì bạn khả nó được vậy đi vào lòng. Hôm bữa diễn với chị Dung anh không chịu diễn. Nó khác, cho nên nó có một cái chút xíu gì nè, nó ngượng ngượng, nó không có nhập tâm được. Tại chị Dung có gia đình phải không? Rồi, sợ chồng nó, ghen phải không? Ừ, đúng rồi. Nó anh diễn hay thật là thử anh đóng phim được mà. Trời ơi. Nhưng mà nói bữa giờ ở nhà anh nổi tiếng lắm rồi phải không? Đâu có đâu, chỉ với bà con yêu mến mắc cười. Hôm bữa anh Sang có gọi điện cho em nói em ơi có cách nào kìm hãm lại cái sự nổi tiếng của anh không, chứ giờ anh nổi quá. Người ta kiếm anh quá, anh sợ bị ám sát. Ai ta kiếm hội thăm có chuyện vui thôi, anh sẽ chỉ nghĩ vậy thôi chứ không có gì. Nhưng bữa điện em nó trời ơi chết rồi, giờ kìm hãm giùm anh. Cái gì hãm không nữa trời ơi. Nhưng mà ai kiếm anh? Ai kiếm anh? Mấy người quen. À, khán giả hả hay là ở đâu? Chắc tỉnh anh biết anh hết rồi quá anh Sang. Chắc ở tỉnh này biết anh hết rồi quá. Chắc vậy quá. Nhiều người ơi. Người sao miệt vườn là anh Sang là một trong những thí sinh ấn tượng nhất. Ấn tượng nhất mà. Hôm nay là tới bao phim đó em. Ôi ơi. Tới phim của em ơi. Tôi có bạn gái rồi nè, ba có cái gì mà con trời ơi đó, bạn gái đóng phim nha. Trời ơi nó cỡ tao diễn bao nhiêu tập ông già lụa đạn không có cỡ mà diễn với anh Sang có cỡ gì là diễn được mấy tập đâu phim này hả? Sao diễn mấy năm em diễn nhiều lắm gì là có với anh mắc cỡ lắm. Tại em nghĩ em đừng có mắc cỡ như anh vậy nè, em cứ đóng phim như thực tế đi trong cái đoàn phim của anh em mình. Nó sẽ như vậy, rồi em nghĩ nó như vậy, nó vậy ha. Nhưng mà ví dụ như anh diễn tình cảm quá vậy rồi có tình cảm thiệt không vậy? Không thiệt cái hả? Trong phim mà. Phim phải không?
Trời ơi khó, có tình cảm quá à. Mày đợi thôi cứ lộn luôn á. Yêu thiệt ơi, hôm nay ok. Chết luôn á. Trời ơi, okay. Người đời mà làm như vậy là chết luôn á. Con người ta thấy có giận và hờn và ghen cái này chứ chứ. Mà con người là phải có những điều đó. Rồi thôi mình đi vô đi. Sang là ai cũng quý mến hết á. Sao người tính là quý mến nên mình đi về thấy mệt quá vậy. Thôi mình ngồi kỹ đi. Cái bờ môi này chưa hôn ai một lần, cái bờ vai này cũng chưa ai hôn một lần mà đã gặp nhau. Nãy giờ hai đứa em đi về không đâu dám rời chưa hôn ai một lần đó gì. Anh kêu ngang em, ngang em là gì mà giờ đi chi mai luôn. Cô eo luôn vô tâm lý chưa? Vậy thôi, vô gì người ta tâm lý người ta sẵn gì rồi. Anh cứ bình tĩnh đi, mình về cái duyên anh cưới em luôn. Bây giờ thương ai? Chọn rồi. Chọn đây giờ chọn nè. Chọn đi. Chọn ra. Chọn đi. Anh đây nữa. Anh đâu biết chọn ai đâu, biết mà. Rồi, nghe. Anh Sang. Anh Sang. Bây giờ có Mai, có Ngân, rồi có Nhi. Có Kiều luôn. Dạ, đâu có biết chọn ai đâu. Rồi rồi Bích Kiều. Không được, không đó. Vậy là kết bài rồi. Trời ơi. Người ta đang giữ cái tâm lý người ta vô phim. Thôi vậy đỡ mấy em. Rồi. Cảm ơn bà con hát nha. Giờ mấy em để cho xong cái tập 1 của giờ Lũ Đạn nha. Hẹn gặp mọi người ở clip sau. Lâu xuất hiện mà nhiều anh trên của ai? Mai em á. Nhiều chàng trai cũng đang ngày đợi đi mong Mai mà lên clip mà bị Sang vô rồi. Bị Sang gì? Người ta đóng phim thôi. Ai nói gì đâu? Bị gì? Tự nhiên bị. Tự nhiên anh nói bị Sang rồi. Bị quay Sang đóng phim với Sang rồi. Mọi người hãy đón xem những tình tiết rất là hấp dẫn trong ông già Lũ Đạn tập 1 có với sự xuất hiện của anh Sang Hự Hự. Anh Sang Hự Hự. Chồng của chị Mai. Ơi trời ơi, chồng của ta. Chồng của em. Bye bye mọi người. Chồng của ta. Gặp mọi người clip sau. Đi dung chăng. Cười rung cảm ơn nhạc làm đâu ạ. Dính quá mày, mới bánh này dính quá. Tao càng nhìn em thấy càng đẹp á mày, đáng yêu lắm á. Ok. Kêu chụp hình anh đã cỡ anh không chụp giận đâu mừng quá trời. Quá trời người cho đứng về mà hung dễ anh không dám hung đó. Nó thiệt mà là thiệt không biết nó ăn cái á. Nó ăn dữ lắm. Trời ơi, hay quá. Đó là hỏi chứ mấy con, đó là hỏi thứ ơi. Cái kịch luôn rồi nghe. Trời ơi. Đủ hôn đầu đời hết chứ mấy, đủ hôn đầu đời không? Không hôn đủ hôn đầu đời mà dính vô cái dai, không có dai. Cái đó là hủi thiếu ơi, dính vô cái nách rồi. Lúc đó là em bể lắm luôn rồi đó. Em coi cái cảnh hủi hủi rồi. Hôn mà. Trời ơi, hủi rồi kìa. Bé này nó coi nó lọt xong luôn. Trời ơi, chú sợ ông cười ông bật ra nữa. Để chưa chiều giờ ông sáng ông ngọ.
Trời ơi, té rồi, xong rồi. Kêu khóc mò, kêu chưa có. Như nó muốn khóc luôn hả? Thôi đừng khóc. Cởi cái áo khoác ra đi, chú mò đi. Thôi đi chiều đi, để chiều cha em mò. Chị mò áo rồi mò. Rồi. Trời ơi, thôi tiếp tiếp theo nè. Rồi tới anh với là rồi tới anh với bà Xui kìa. Anh Sang ấy mượn mắt anh Sang. Thì quay lén à. Trời, quay lén đó bạn. Quay lén. Quay lén. Gì hả? Quay lén. Quay lén. Quay công khai mà. Đây có gì? Cười đồ nhiều lắm. Trời ơi, cá nước người ta câu nó mất cười. Anh công, công nhận điều đó mà. Vậy mới ơi, được gặp em nhau. Trời ơi, mặt thế hết rồi. Bèn bèn chết mai rồi. Hôm vậy là phải là yêu thương sâu đậm lắm luôn. Vậy là tôi nhỏ cục lên. Tôi nhỏ cục lên nãy giờ luôn nè. Nhập dài. Tốt lắm mày ơi. Không em nghĩ em nghĩ tốt lắm mày ơi. Thích thiệt á. Rồi con chừng thích thiệt luôn. Hai ngày nữa thích thiệt là sao chàng. Tại lúc hình ăn khách ta. Tại lúc hình nó mù hình nó. Hình giả trình thiệt á. Không biết lần này là bùng rổ luôn á. Không mà thích mai thiệt là tôi giận. Không sẽ đóng với bạn nè. Hả? Nó đóng ra gì? Hả? Cảm. Tôi giận thiệt đó. Hả? Giá tình cảm. Ủa làm sao làm? Dạ. Gì bây giờ ông diễn với ai thiệt? Anh biết đâu, cái anh Khương anh sắp xếp sẽ có bạn gần đây là bệnh viên. Bệnh viên à? Tôi không biết, tôi giận đó. Giận thiệt á.